năm thói quen xấu hàng triệu người vẫn thường phạm phải đừng nghĩ nhỏ nhặt mà bỏ qua kẻo hối tiếc cả đời thói quen xấu là cửa ngõ của sự tha hóa thế nhưng nhiều người vẫn cố chấp duy trì năm thói quen tệ hại sau đừng nghĩ chúng nhỏ nhặt mà bỏ qua vì có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến ta hối tiếc một đời một luôn ngồi một chỗ theo khoa học người không thường xuyên vận động chỉ thích ngồi một chỗ sẽ tiêu giảm nghiêm trọng endorphin, một loại hormone hạnh phúc. Vậy nên, với người lười biếng, lúc nào cũng cảm thấy bế tắc cũng là có nguyên do, một mặt công việc trì trệ, mặt khác họ bị căng thẳng kéo dài, thường xuyên cảm thấy ức chế. Hai. Khó chịu với công việc nhà. Nhiều người thường xem việc dọn dẹp nhà cửa là thứ gì đó khiến họ khó chịu, nếu ở cùng cha mẹ, bạn bè, họ sẽ tìm cách dồn việc cho đối phương, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn nếu ở một mình, họ cứ chất đống cả lại. Làm việc nhà sẽ giúp bạn gia tăng sức khỏe, giảm stress, làm chủ cuộc sống, trân trọng thực tại, vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. 3. Chỉ biết hưởng thụ, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Đây không phải là một câu hỏi thừa thãi. Cuộc sống chỉ thật sự trở nên có ý nghĩa khi bạn biết cho đi và nhận lại, chăm chỉ và cống hiến. Hãy khôn ngoan nhưng đừng khôn lỏi, biến bản thân trở thành kẻ thực dụng. Cũng đừng quá ích kỷ, hạnh phúc trên khó nhọc và công sức của mọi người xung quanh. 4. Cô lập với cộng đồng sống không phải làm hài lòng người khác nhưng đừng tách biệt khỏi cộng đồng bằng không bạn sẽ trở nên cô lập dễ trở thành đối tượng bị hãm hại bắt nạt thậm chí khi xuống dốc mất hết tất cả chẳng có ai ở bên ai ủi động viên năm thiếu sáng tạo khi chúng ta tư duy sáng tạo sẽ khiến não bớt căng thẳng và cải thiện tâm trạng đáng kể đừng trói buộc mình vào những công việc nhàm chán khiến bản thân trì trệ và mù mắt trước những thứ xinh đẹp xung quanh hãy tập thay đổi làm điều khác lạ trong công việc để cuộc đời rực tràn nắng ấm ba thói quen tốt nên duy trì tuyệt đối đừng bỏ qua một duy trì thói quen lên kế hoạch trước mọi việc những gì bạn có thể làm tốt thì nên làm nhanh chóng không được trì hoãn cũng không được để quá muộn hai duy trì viết nhật ký ghi lại những thời khắc đẹp đẽ viết nhật ký cũng là lúc tự suy ngẫm lại cuộc đời mình bất cứ lúc nào mở ra cũng đều là những ký ức không thể phai mờ ba duy trì sự tự kiểm điểm bản thân việc này giúp bạn luôn nhắc nhở chính mình đừng quên đi sai lầm dù nhỏ nhặt đến đâu để không bao giờ phạm phải lần hai bốn kiên trì đọc sách tích lũy kiến thức sâu rộng đọc sách giúp thế giới nội tâm của chúng ta được giải tỏa xua đi những vướng bận trong lòng năm kiên trì rèn luyện sức khỏe giúp chúng ta giữ vững một lối sống lành mạnh đồng thời truyền đến những người thân yêu một nguồn năng lượng tích cực sao thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại